Nanda, Hả? từ khi em trở thành tỳ kheo đến nay, em dường như không tập trung tu hành. Trái lại, em hay luôn nghĩ ngợi về cuộc sống thế tục. Tâm của em luôn nhớ đến nương tử Tôn Đà La. Em không tìm thấy một khoảnh khắc nào mà cõi lòng mình không nghĩ về nàng cả. Hãy theo ta Nanda, ta sẽ cho em thấy những điều mà em chưa từng thấy qua bao giờ. Nanda, đó là những thiên nữ trên cõi trời. Em nghĩ sao về những thiên nữ kia? Tất cả những thiên nữ này đều rất diễm lệ, không một ai có thể sánh bằng nhan sắc của họ. Cho dù là Tôn Đà La thì một phần cũng không sao sánh kịp với những thiên nữ đó. Này Nanda, em đã từng bao giờ thấy qua hoặc những gì em nghĩ là đẹp đẽ nhất mà có thể đẹp hơn cảnh này không? Thưa Thế Tôn, em đã hiểu. Từ nay trở đi, mình sẽ tập trung vào việc tu đạo, y theo giáo pháp và sẽ không cho phép tâm trí mình bị chiếm giữ bởi Tôn Đà La nữa. Bởi vì những thiên nữ đó còn đẹp hơn cô ấy rất xa. Không gì có thể lay động trái tim của người nam bằng người nữ. Cũng tương tự như thế, không gì có thể lay động trái tim của người nữ bằng người nam. Đúng vậy, ái tình có thể ví như một sợi dây siết trói những ai chấp nó. Thế nên những người nào bị trói buộc bởi tình cảm nam nữ thì sẽ phải tiến vào vòng sinh tử để thọ khổ vô cùng tận. Như thị, Nanda, không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn.
nếu có người vẫn truy tìm hạnh phúc ở bên ngoài tâm họ, thời họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm được hạnh phúc thật sự. Nhưng chỉ khi nào họ có thể thấy thế giới là không, thì tâm họ mới được tự tại và an lạc.